Cái chủ đề ngày hôm nay thì Thủy đi vào cái chủ đề đấy là cái khởi động kinh doanh. Thủy muốn hỏi thăm các anh chị và các bạn ở đây là các anh chị nào mà đang đi làm công ăn lương này, các anh chị cũng cho mình biết những anh chị nào mà có một kinh doanh riêng của mình, đúng không ạ? Hoặc là các anh chị nào mà bây giờ đang làm Nu Skin á, vậy thì ngày hôm nay á, mình hướng dẫn khởi động kinh doanh này dành cho tất cả mọi đối tượng, tất cả những anh chị em nào mà đang làm Nu Skin, hoặc là những anh chị em nào là người mới tìm hiểu xem là cái cách làm với cách khởi động với cơ hội kinh doanh này như thế nào. Cái lý do mà tại sao Thủy cần phải hỏi các anh chị là các anh chị đang là công việc đi làm này, hay các anh chị tự làm chủ này, hay là các anh chị đang có một cái doanh nghiệp, hay là các anh chị là nhà đầu tư, đúng không ạ? Thì cho dù bất kỳ chúng ta đang ở đâu trong cái kim tứ đồ này thì Thủy cũng muốn là ngày hôm nay chúng ta phải xác định rất là rõ ràng là mình cần phải biết rằng là mình đang ở đâu, đúng không ạ? Mình đang là người có một công việc đang làm, đang được trả lương này, hay là mình là người tự làm chủ cho kinh doanh của chính mình, tức là mình tự trả lương cho mình, hay là chúng ta là cái người có một doanh nghiệp, tức là hoặc là có một cái hệ thống đang làm việc cho mình, hay là thậm chí ở đây có những anh chị em thì biết là các anh chị đã là nhà đầu tư rồi, tức là dùng tiền để tạo ra tiền. Thì vậy thì bất kỳ một ai trong cái xã hội này, đúng không ạ? Đặc biệt tôi nghĩ rằng là ai hơn 500 người ngày hôm nay đang nghe Zoom thì chắc chắn một điều chúng ta sẽ là 1/4 đâu đó trong cái kim tứ đồ này, hoặc có thể một ai đấy các anh chị có thể ở hai hoặc ba cái vai trò nào đấy, đúng không ạ? Thế vậy thì ngày hôm nay cái chương trình khởi động kinh doanh của đội nhóm Gift thì Thủy cũng muốn chia sẻ với các anh chị cái cách làm thế nào để mà mình có thể có một cái khởi động kinh doanh này. Thì đầu tiên ấy, thì Thủy muốn rằng là chúc mừng tất cả các anh chị và các bạn là các anh chị đã quyết định tìm hiểu đến với kinh doanh này, xem là liệu rằng là những cái cách làm như vậy mình có thể làm được hay không. Thế và cái buổi chia sẻ ngắn gọn của ngày hôm nay của Thủy thì Thủy muốn là các anh chị có một cái nhìn tổng quan các bước để mình có thể phát triển cái sự nghiệp kinh doanh này của mình. Và điều quan trọng nhất ấy là cái khởi đầu đúng nó có thể giúp cho mình có thể thành công được, mình rõ ràng. Cho nên là Thủy rất muốn là các anh chị ở đây mình đồng với nhau là ngày hôm nay mình sẽ nói cả cái thứ nhất, bất kỳ một cái kinh doanh nào, đúng không ạ? Chúng ta cũng cần phải nói cái chuyện mà cái được và cái mất. Chúng ta làm cái gì thì chúng ta sẽ nhận được cái kết quả tương xứng. Thế do vậy cái điều đầu tiên á, thì Thủy muốn chia sẻ với anh chị là đầu tiên các anh chị cần phải biết là cái kinh doanh này á, là cái kinh doanh sẽ đầu tư thấp hơn tất cả những gì mà các kinh doanh khác chúng ta đều đã từng làm. Cái điều đấy là điều đây Thủy phải nói, đây là cái kinh doanh nhá. Nhưng mà cái tiềm năng và kết quả của nó chắc chắn là nó lớn hơn rất nhiều. Thế và cái khoản đầu tư đầu tiên mà chúng ta cần làm ấy, đấy là cái đầu tư vào thời gian và nỗ lực của bản thân mình. Thế nhưng mà Thủy cũng muốn nói một cái điều rất là thẳng thắn với các anh chị và các bạn là giống như tất cả các công việc kinh doanh khác thì nó sẽ không hề có một yếu tố đảm bảo. Đội nhóm Gift cho dù có một cái hệ thống rất là khép kín, đúng không ạ? Một cái quy trình rất là khép kín nhưng nó cũng không hề đảm bảo chắc chắn là tất cả mọi người sẽ vào đây thành công. Thế do vậy cái việc phát triển kinh doanh này nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái khát vọng thành công. Chúng ta làm đều, chúng ta làm đủ và chúng ta phải chuẩn bị tinh thần là chúng ta đầu tư để phát triển một cái kinh doanh của mình. Thế do vậy thì chúng ta làm thế nào để chúng đội nhóm Gift sẵn sàng hướng dẫn để làm sao để chúng ta có một cái kinh doanh càng gọi là kết quả thành công càng sớm càng tốt. Thế do vậy thì một trăm đầu tiên các anh chị đã để ý một điều là thế này: nếu mình làm một cái gì đó, nếu mình có được công thức, đúng không ạ, mình có một cái công thức thì cái hiệu quả nó đạt được nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Giống như ở đây á, nếu như anh chị để ý là nếu như Thủy trước đây, Thủy cách đây 16 năm về trước, Thủy bắt đầu thì kinh doanh riêng của mình thì ngày đấy không có ai đưa cho mình cái công thức thành công trong kinh doanh hết. Đây là một điều mà ở đây không biết anh chị em nào đồng cảm giống như Thủy, tức là các anh chị đã từng kinh doanh ở lĩnh vực nào đấy mà không hề có ai đưa ra cho mình công thức cả, mình tự phải mày mò, mình tự phải làm. Nhưng ở đây trong kinh doanh này thì nó có một công thức, và công thức này thì muốn các anh chị cần để xuống đấy là gì ạ? Đó là một cái công thức 80, 10 và 10. Công thức 80 đây ở đây nó là tư duy, đúng không ạ? Và 10% còn lại nó là kỹ năng, 10% tiếp theo nữa đấy là kiến thức. Có nghĩa là các anh chị hãy nhớ đến cái điều đó là 80 và 20. Vậy thì tư duy ở đây là vừa rồi các anh chị cũng thấy, cho dù các anh chị ở đâu trong cái kim tứ đồ, đúng không ạ, thì cái tư duy ví dụ như ngày xưa các anh chị là người làm công ăn lương, tức là các anh chị bỏ thời gian ra để anh chị kiếm tiền, đúng không ạ? Thế và nếu như các anh chị làm chủ có nghĩa là các anh chị đầu tư tiền, các anh chị đầu tư cái thời gian nỗ lực của các anh chị, nhưng mà các anh chị có nhân viên để làm việc cùng với mình. Cho nên là cái làm chủ trong kinh doanh trước đây nó sẽ khác rất nhiều với cái làm công thức thành công ở trong kinh doanh Nu Skin này, đúng không ạ? Đây là kinh doanh các anh chị vẫn phải là kinh doanh tư duy của một người làm chủ, đúng không ạ? Nhưng cái làm chủ ở đây là gì? Cái người làm chủ ở đây là hoàn toàn các anh chị sẽ không có nhân viên, các anh chị cũng không phải là sếp. Thế do vậy thì đối với cái công thức 80-20 này thì các anh chị cứ xác định một điều là gì? Trong một quá trình các anh chị làm việc với đội nhóm Gift thì đội nhóm Gift lần lượt từ từ sẽ phát triển, hỗ trợ các anh chị để phát triển đều cả cái 80% tư duy này và 20% kỹ thức, kiến thức và kỹ năng. Thế do vậy đòi hỏi là gì? Các anh chị chỉ cần đòi hỏi cái thời gian và công sức của mình, đúng không ạ? Thế và cái điều quan trọng nhất ở đây đó là gì? Đó là có rất nhiều người bước vào trong kinh doanh này, có những cái mà tôi thấy công ty tốt đấy,
đội nhóm tốt đấy, sản phẩm tốt đấy, nhưng liệu rằng tôi không biết tôi có tự tin để làm điều này hay không? Bởi vì mình biết là công thức đấy, đúng không ạ? Công thức 80-20 đội nhóm VIP cũng đã đưa ra rồi, những người thành công đi trước họ cũng đã đưa ra rồi, nhưng liệu rằng tôi không biết tôi có tự tin được hay không? Thì những cái chương trình huấn luyện của đội nhóm VIP sẽ giúp cho chúng ta có được cái sự tự tin đó. Cái sự tự tin này nó sẽ xây dựng theo 5 tháng. Thế do vậy thì một cái điều quan trọng nữa mà ngày hôm nay Thủy cũng rất muốn các anh chị và các bạn mình cần phải nắm được, đúng không ạ? Trước khi các anh chị bắt đầu với kinh doanh này, mình phải hiểu cái sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của cái cơ hội kinh doanh này. Mình cũng cần phải tầm hiểu được cái tầm nhìn giá trị và cái sứ mệnh của đội nhóm VIP. Thế do vậy thì một trong những cái sứ mệnh của công ty Nu Skin Thủy muốn nhắc với các anh chị đấy là chúng ta trở thành đội ngũ làm vì những điều tốt đẹp thông qua việc cải thiện cái cuộc sống qua ba cái điều tuyệt vời. Thứ nhất là cơ hội kinh doanh, cái thứ hai là sản phẩm cải tiến, và cái thứ ba là cái nền văn hóa phong phú. Đấy là sứ mệnh, đúng không ạ? Có ba cái điều mà Thủy muốn các anh chị cần tập trung. Đấy là thứ nhất, sứ mệnh của công ty là trở thành đội ngũ làm vì những điều tốt đẹp nhưng thông qua cái việc cải thiện cuộc sống của những người khác, đúng không ạ? Bằng ba cái công cụ. Thứ nhất, công cụ thứ nhất đấy là cơ hội kinh doanh, cái thứ hai là sản phẩm, và cái thứ ba là nền văn hóa. Cơ hội kinh doanh giống như ngày hôm qua các anh chị nghe live, các anh chị cũng đã thấy rằng cơ hội kinh doanh đã chuyển đổi rất nhiều những con người ở khắp mọi nơi trên thế giới mà Nu Skin đã đặt chân tới. Thế và cái điều thứ hai đấy là tầm nhìn. Tầm nhìn của công ty là trở thành công ty mang nền tảng cơ hội kinh doanh hàng đầu trên thế giới, đúng không ạ? Cái nền tảng cơ hội kinh doanh này thì cũng rất muốn các anh chị hãy viết xuống, đấy là chữ platform, đúng không ạ? Cái từ platform là cái từ mà trong suốt thời gian gần đây chúng ta sẽ nghe đi nghe lại. Nhưng vậy thì cái tầm nhìn của công ty là trở thành một công ty mang cái nền tảng, đúng không ạ? Mang platform kinh doanh cho tất cả mọi người. Nhưng mà thông qua việc trả thưởng cái gì ạ? Thông qua việc trả thưởng cho nhà phân phối lãnh đạo. Điều này nó rất là quan trọng. Bởi vì công ty tuyên bố là cái việc là trả thưởng cho nhà phân phối lãnh đạo. Có nghĩa rằng là gì? Có nghĩa là công ty tập trung vào cái việc phát triển lãnh đạo trong cái cơ hội kinh doanh này. Thế nó khác với những kinh doanh khác, mọi người hỏi là cơ hội kinh doanh Nu Skin này có phải là bán hàng hay không, đúng không ạ? Thì Thủy nói một điều là bán hàng nó không đủ. Bởi vì sao? Bởi kinh doanh đồng ý nó phải sản phẩm, nó phải đến tay người tiêu dùng, nó phải có doanh số, tức là nó phải bán hàng. Nhưng bán hàng nó chưa đủ để nói lên cái ý nghĩa, cái nền tảng cơ hội kinh doanh mà Nu Skin mang lại. Thế cho nên là cái platform nó mới là cái tầm nhìn của công ty nó mang lại cho chúng ta. Thế và điều quan trọng nữa là các anh chị cũng để ý, đúng không ạ? Cái giá trị là chúng ta kinh doanh dựa trên giá trị của đạo đức, của trung thực, của sự lạc quan và tinh thần giàu lòng nhân ái, và trở thành đội ngũ làm vì những điều tốt đẹp. Thì cái điều này là điều nếu như cái sứ mệnh tầm nhìn và giá trị này nó có thể chạm đến được một ai đó trong các anh chị, nếu các anh chị tìm kiếm một cơ hội kinh doanh mà nó có những giá trị như thế này, đúng không ạ? Thì đấy là cái nơi mà Thủy nghĩ rằng là sẽ thu hút được rất rất nhiều những người mà giỏi, mà họ tìm kiếm những giá trị cốt lõi. Bởi vì các anh chị để ý những điều này nó rất là quan trọng. Kinh doanh ở ngoài kia nó không xây dựng những giá trị như thế này, đúng không ạ? Họ không ghi rất rõ cái giá trị của kinh doanh này, họ tuân thủ những điều đó. Thế và điều quan trọng là gì? Đội nhóm VIP toàn cầu chúng ta là những người doanh nhân có tầm ảnh hưởng ở khắp mọi nơi. Thì mình bám sát cái sứ mệnh tầm nhìn và giá trị của Nu Skin để mình xây dựng, đúng không ạ? Mình xây dựng một cái điều gì? Xây dựng một môi trường dành cho những người muốn cống hiến, với cái sứ mệnh là hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng cuộc sống. Và cái kim chỉ nam của chúng ta là gì ạ? Thứ nhất, giá trị của chúng ta là giá trị gia đình, giá trị của chúng ta là trách nhiệm, là sự chính trực, là cái tinh thần lãnh đạo và tình yêu thương. Thế do vậy thì một trong những cái nội quy mà các anh chị ở đây, Thủy cũng hy vọng là các anh chị ở đây mình cũng biết được cái nội quy này, đúng không ạ? Đây là những cái nội quy mà Thủy nghĩ rằng là mình cần phải biết để rõ ràng là gì trong kinh doanh này. Tại sao nhiều người nói rằng cho dù bạn bước vào kinh doanh này, cho dù bạn bước vào với kinh doanh với Nu Skin cùng với đội nhóm VIP, ít nhất nếu chúng ta không thành công thì chúng ta cũng thành nhân. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta có những cái chương trình đào tạo phát triển lãnh đạo vô cùng là chặt chẽ. Ở đây nếu như anh chị em nào là người mới thì các anh chị hãy liên hệ lại với người bạn của anh chị để biết rằng là cái lịch đào tạo huấn luyện của đội nhóm VIP hoàn hảo như thế nào, đúng không ạ? Thế vậy thì đấy là Thủy sơ qua một chút xíu để thấy rằng là trước khi mình bắt đầu mình hiểu cái câu chuyện phát triển kinh doanh ở Nu Skin này như thế nào, cái cơ hội mình đồng hành với người bạn của mình và đội nhóm VIP, thì mình phải hiểu rằng là cái giá trị cốt lõi, đúng không ạ? Cái tầm nhìn, sứ mệnh và cái con đường mình đi, và đặc biệt là gì, mình cần phải biết mình đang ở đâu, mình đang ở đâu và mình muốn đi về đâu. Cái việc mà các anh chị đang ở đâu á, nó đi về đâu nó rất rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì công ty giống nhau, ngày hôm qua các anh chị đã nghe rồi, tập đoàn Nu Skin ở tất cả mọi nơi đều giống nhau, chính sách trả thưởng cũng giống nhau, sản phẩm giống nhau, đúng không ạ? Nhưng cái một cái nó khác biệt, nó dẫn đến kết quả nó khác nhau. Có người làm thành công lớn, có người làm thành công vừa và có người bỏ cuộc. Cho nên đó là lý do tại sao Thủy nói là phần đầu là đội nhóm VIP không đảm bảo cái sự thành công của tất cả mọi người. Nó đòi hỏi một cái yếu tố cực kỳ quan trọng, đấy là cái khát vọng, cái khát khao thành công của mỗi người. Nó sẽ khác nhau ở cái điểm là cái mục tiêu của anh chị bước vào kinh doanh này như thế nào. Cái ước mơ của anh chị, các anh chị đón nhận cơ hội kinh doanh này vì điều gì? Cái điều đấy nó rất rất là quan trọng.
Đúng không ạ? Có những người vào đây thì ở đây Thủy muốn chia sẻ là gì? Đội nhóm GIF là cái đội nhóm mà Thủy nghĩ là cái chương trình huấn luyện của đội nhóm GIF là không phân biệt bất kỳ ai. Có những người, có những bà mẹ bỉm sữa bước chân vào kinh doanh này, họ chỉ có một cái mong muốn là kiếm vài trăm đô. Thế do vậy ở đây cho Thủy hỏi thăm những anh chị em đang nghe Zoom. Những anh chị em nào đang nghe Zoom mà các anh chị chỉ muốn kiếm vài trăm đô? Ha? Vài trăm đô thôi. Các anh chị ghi tôi. Các anh chị kiếm vài trăm đô thôi. Các anh chị kiếm bấm tôi giúp Thủy. Các anh chị chỉ muốn kiếm vài trăm đô, có thể anh chị mua tiền sữa cho con, các anh chị đóng tiền học cho con, hoặc là có thể các anh chị là đóng tiền ngoại khóa, một cái môn ngoại khóa nào đó cho con chẳng hạn, hoặc là có thể anh chị chỉ là cái kiếm được chút thu nhập để gọi là chi phí, gọi là tiền rau tiền dưa trong gia đình nhà mình chẳng hạn, hoặc là ở bên các thị trường nước ngoài có thể để trả tiền bill, tiền internet hay là tiền xăng hay là một cái chi phí nhỏ nào đấy trong gia đình của anh chị. Các anh chị bấm tôi giúp Thủy. Thế còn những anh chị em nào vào đây, nếu mà các anh chị muốn có một cái kinh doanh, đúng không ạ, muốn một kinh doanh độc lập, không lệ thuộc vào cái việc mặt bằng, không lệ thuộc vào việc tồn kho hàng hóa, mình không phải có nhân viên, mình không phải quản lý trả lương cho ai hết, thì các anh chị cũng bấm tôi giúp Thủy. Thế và cái đối tượng thứ ba, đúng không ạ? Đối tượng thứ ba, các anh chị cũng tương tác giúp Thủy nhé, là những anh chị em nào vào kinh doanh này để các anh chị muốn phát triển một kinh doanh toàn cầu ở khắp mọi nơi trên thế giới. Các anh chị kiếm một nguồn thu nhập thụ động, có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình dành ra thời gian 5 năm, 7 năm và có thể là 10 năm để mình tìm kiếm một cái sự tự do hoàn toàn, tự do về tài chính, tự do về thời gian. Thì các anh chị cũng tôi bấm tôi giúp Thủy. Cái điều này là nó rất rất là quan trọng ạ. Cái mục tiêu của mỗi người nó sẽ quyết định cái cách chúng ta sẽ làm cái kinh doanh này như thế nào. Cái điều đấy vô vô cùng quan trọng. Thế do vậy có một người hỏi Thủy rằng là vậy thì bao lâu tôi có thể thành công? Thì Thủy cũng nói một điều rằng là tôi không thể nói với bạn là thời gian bao lâu để bạn thành công, bởi vì tôi không thể biết bạn đi với tốc độ như thế nào. Cái tốc độ của bạn nó sẽ quyết định cái việc thành công bạn đến sớm hay là muộn. Và cái thành công đấy nó quyết định bởi đâu ạ? Nó quyết định bởi cái ước mơ của các bạn. Nó quyết định bởi cái mục tiêu của anh chị viết xuống ngày hôm nay. Do vậy ngày hôm nay nếu các anh chị là người mới, và nếu ngay cả các anh chị đang làm Nu Skin một thời gian mà các anh chị cảm thấy mình chưa đạt được kết quả như mình mong muốn, thì Thủy mời gọi với các anh chị một lần nữa. Các anh chị hãy ngồi xuống nghiêm túc với chính mình. Hoặc nếu các anh chị tin tưởng có một cái người hướng dẫn của các anh chị trong kinh doanh này, mà các anh chị tin tưởng và yêu quý, các anh chị ngồi xuống với họ và các anh chị nói rõ với họ là tôi muốn điều này. Đúng không ạ? Các anh chị muốn kiếm vài trăm đô, hay chị muốn kiếm vài ngàn đô, hay các anh chị muốn kiếm vài chục ngàn đô. Mình phải biết rất rõ, mình phải biết cái lý do tại sao tôi lại lựa chọn cái kinh doanh này. Thì cá nhân Thủy lựa chọn kinh doanh này bởi hai chữ tự do. Bởi vì sao? Bởi vì Thủy cũng đã từng đi làm công ăn lương như các anh chị. Thủy đã có 5 năm đi làm công ăn lương và mình hiểu cái cảm giác, cái giá phải trả để mình nhận được cái đồng lương của mình. Và trên đời này thì các anh chị có đồng ý với Thủy một điều là gì ạ? Là trên đời này không có gì đắt và không có gì rẻ, đúng không ạ? Nó chỉ là đúng giá thôi. Nếu như mình đi làm mình muốn lương cao thì chắc chắn một điều mình phải là một nhân viên xuất sắc. Mình phải đóng góp cống hiến cho cái tập đoàn đó. Hết lòng, hết dạ với người sếp đó, đúng không ạ? Thì anh chị em nào đồng ý quan cái quan điểm với Thủy là trên đời này không có gì đắt và không có gì rẻ. Nó chỉ là đúng giá trị thôi. Thì các anh chị bấm đồng ý giúp Thủy. Bởi vì cái điều này là gì ạ? Chúng ta phải có một cái sự gọi là một cái sự rõ ràng. Ngày hôm nay thực sự là Thủy rất là biết ơn đội nhóm GIF cho Thủy cái cơ hội để chia sẻ cái cách bắt đầu cho anh chị em, những người mới. Cho nên là Thủy cần phải có trách nhiệm để nói thẳng, nói thật, nói chân thành để các anh chị thấy một điều rằng là cái cơ hội kinh doanh này nó công bằng với tất cả mọi người. Nhưng thành công nó cũng công bằng với tất cả cái nỗ lực công sức của từng cá nhân bỏ ra. Nó không thiên vị cho một ai hết. Nó không phải vì cái người đấy là xinh đẹp hơn, cái người đấy thông minh hơn, không phải. Mà nó công bằng cho nỗ lực của từng cá nhân. Nó công bằng với cái mục tiêu của chính chúng ta đặt ra. Thế do vậy thì từ cái mục tiêu đó thì công ty Nu Skin thiết kế một cái mô hình kinh doanh mà Thủy thực sự vô cùng biết ơn. Đó là gì ạ? Đấy là cái mô hình trả thưởng Velocity. Mình kinh doanh với nhau mình phải hiểu dòng tiền, mình phải biết tiền nó đến từ đâu, dòng tiền nó chạy như thế nào, kinh doanh làm thế nào để có tiền. Anh chị đồng ý không ạ? Thế do vậy thì cái chính sách trả thưởng Velocity này nó là một trong những chính sách mà thực sự cực kỳ thông minh, ưu việt và nó dành cho tất cả mọi người để có cơ hội lựa chọn. Nếu các anh chị và các bạn muốn kiếm vài trăm đô, các anh chị có thể chọn cái mục chia sẻ, đúng không ạ? Share. Nếu các anh chị muốn kiếm vài ngàn đô, các anh chị có thể tập trung vào cái chính sách trả thưởng là Build, tức là xây dựng một cái hệ thống kinh doanh của mình. Các anh chị có cơ hội kiếm tiền ngàn đô la Mỹ. Còn nếu như các anh chị muốn phát triển một cái hệ thống kinh doanh ở khắp mọi nơi trên thế giới, thì các anh chị cần phải tập trung vào yếu tố lead, đúng không ạ? Thì đây là ba cái rất là rõ ràng và chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta muốn trăm đô, ngàn đô hay chục ngàn đô để làm gì ạ? Để lúc đấy mình sẽ biết rằng với cái chính sách trả thưởng để mà tập trung và chia sẻ, chúng ta cần phải làm gì?
đúng không ạ? Thì hôm nay Thủy cũng muốn làm rõ với các anh chị đó là gì? Nếu mà chúng ta muốn trở thành một cái người chia sẻ nhiều, đúng không ạ? Thì để chúng ta có thu nhập cao mà, thì chúng ta phải tập trung vào cái việc là chúng ta chia sẻ dòng sản phẩm, mà chúng ta trải nghiệm sản phẩm và phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Thì cái quyền lợi các anh chị cũng thấy là chúng ta được 30% chênh lệch sỉ và lẻ. Và bên cạnh đấy chúng ta có cơ hội được 5 đến 20% cái hoa hồng chia sẻ này. Nhưng mà thống kê cho rằng cái việc chia sẻ này nó chỉ kiếm được cả tiền trăm đô thôi. Bởi vì công ty Nu Skin là một công ty như các anh chị biết là công ty niêm yết trên sàn chứng khoán New York. Và bên thứ ba kiểm chứng cái độ tin cậy uy tín của công ty Nu Skin đấy là tập đoàn PwC. Cho tất cả các thông tin của công ty đưa lên là hoàn toàn minh bạch. Thế thống kê thứ hai đó là cái thu nhập của những anh chị em tập trung vào việc xây dựng hệ thống là bill, thì thu nhập đấy có cơ hội tiềm năng là $1,000, thì các anh chị vẫn được cái 30% chênh lệch sỉ và lẻ, 5 đến 20% hoa hồng chia sẻ. Nhưng bên cạnh đấy một điều tuyệt vời là các anh chị có cơ hội kiếm từ 5 đến 40% doanh số nhóm. Thế do vậy á thì cái việc của những người mà làm xây dựng một hệ thống chắc chắn nó sẽ khác, nó sẽ phải nhiều hơn với một cái người chỉ vào đây để chia sẻ cái dòng sản phẩm mình trải nghiệm. Thế và cái điều tuyệt vời thứ ba đó là gì ạ? Đó là cái việc mà chúng ta trở thành người lãnh đạo. Đúng không ạ? Người lãnh đạo thì chúng ta vẫn được quyền quyền lợi y chang như hai cái phần đầu. Nhưng ngoài ra chúng ta có một cái dòng tiền đó là 5% của 6 tầng doanh số tách nhánh trong cái hệ thống của mình đã góp phần xây dựng. Vậy thì trong ba cái cột này, anh chị sẽ để ý là gì ạ? Chúng ta muốn tiền ít thì cái công việc chúng ta nó làm nó khác với việc cái người người ta muốn kiếm tiền nhiều. Ở đây tại sao thì không nói là làm ít hưởng ít nhỉ? Đúng không ạ? Bởi vì có những người người ta trong kinh doanh này, các anh chị để ý này, chăm làm việc chăm chỉ nó khác với làm việc thông minh. Nếu chúng ta đi làm công ăn lương ấy, cái tư duy của người làm công ăn lương có nghĩa là gì? Nếu tôi làm 10 giờ thì cái tiền mỗi giờ của tôi có 10 đô thì 10 giờ tôi sẽ có 100 đô. Và nếu tôi muốn có 200 đô có nghĩa tôi phải làm 20 giờ. Nhưng trong kinh doanh hệ thống với Nu Skin có một lần Thủy chia sẻ thì cũng đã nói nó là kinh doanh của sự đòn bẩy. Cho nên làm việc chăm chỉ chưa chắc đã có kết quả bằng một cái người nào đó làm việc thông minh. Thế do vậy trong ba cái chính sách này thì Thủy đầu tiên Thủy muốn chia sẻ mời gọi các anh chị là các anh chị cần phải biết rõ các anh chị muốn ở đâu trong ba cái cột này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái việc mình muốn, cái việc mục tiêu của mình muốn trở thành người chia sẻ hay người xây dựng hệ thống hay nhà lãnh đạo nó quyết định cái con đường của mình đi, nó quyết định những việc mà mình cần phải làm. Thế do vậy trong ba việc này các anh chị để ý nó đều có điểm chung đó là chúng ta cần phải trải nghiệm sản phẩm. Ngày hôm qua khi chị nghe live đúng không ạ, cho dù người làm công ăn lương, cho người là kỹ sư, cho là giáo viên hay là cho là người kinh doanh riêng, họ đều phải có việc đó là trải nghiệm sản phẩm. Bởi vì các anh chị nên nhớ cái giá trị đầu tiên Thủy chia sẻ, kinh doanh này nó dựa trên kinh doanh của sự chính trực. Chúng ta chỉ có thể nói những gì chúng ta đã trải nghiệm. Nếu sản phẩm đấy chúng ta trải nghiệm, chúng ta tốt, chúng ta sẽ nói là tốt. Cho nên tại sao mình đưa cái giá trị của đội nhóm gift cũng vậy, kinh doanh dựa trên nền tảng của sự chính trực, đó là gì? Mình không có nói sai về sản phẩm, mình không có nói quá về sản phẩm. Mình chia sẻ câu chuyện nó khác với việc mình bán sản phẩm. Đúng không ạ? Thế do vậy điều thứ hai thì nó là gì? Chúng ta cùng nhau phân phối cái dòng sản phẩm này. Nó chỉ có điều quan trọng là gì? Đối với người lãnh đạo, chúng ta cần phải đào tạo và xây dựng hệ thống. Thế do vậy đấy là lý do mà một trong những điều Thủy rất là thích. Đó là vào đây, tại sao ngày hôm qua các anh chị nghe câu chuyện của Christina Khổng. Đúng không ạ? Thủy cũng có điểm tương đồng với bạn là Thủy làm trong lĩnh vực đào tạo. Cho mình thấy là mình có cơ hội để có thể kiếm chục ngàn đô thông qua cái công việc này mà nó lại được mình được làm những việc mà mình yêu thích. Thế bên cạnh đấy thì Thủy cũng đã nói với anh chị là công việc kinh doanh này là công việc mình làm cho bản thân mình, nhưng mình lại không phải làm việc một mình. Tất cả công ty Nu Skin có mặt ở trên 55 thị trường thì đều có những sự hỗ trợ như thế này. Các anh chị có thể bước vào cái kinh doanh này, các anh chị có thể có được sự hỗ trợ của khắp mọi nơi, đúng không ạ? Ở khắp mọi nơi trên thế giới. Thế do vậy thì các anh chị sẽ để ý một điều đó là gì? Những cái thông tin này, các anh chị sẽ là cái người mà được người hướng dẫn các anh chị chi tiết đường link công ty, các anh chị làm thế nào để có cái sự hỗ trợ đó. Thế và bên cạnh đấy, một cái điều vô cùng quan trọng đó là gì ạ? Đó là những cái hướng dẫn của đội nhóm gift, các anh chị sẽ thấy nó vô cùng đầy đủ. Đầu tiên, chúng ta hãy đăng ký làm nhà phân phối của Nu Skin, đúng không ạ? Và cái việc đăng ký này miễn phí ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và cái việc đăng ký nhà phân phối này nó không mất của anh chị một đồng nào hết. Thế do vậy có nhiều người nói với Thủy là cái cơ hội kinh doanh này rủi ro gần như nó bằng không. Mình không mất mát cái gì cả. Nếu mình có trải nghiệm một tuýp kem đánh răng, mình có trải nghiệm một cái hộp chai sữa tắm hoặc một dầu gội đầu, thì đằng nào đó cũng là những cái sản phẩm trong gia đình và cá nhân mình đang phải dùng. Đúng không ạ? Tức là cho dù các anh chị có ảnh hưởng bởi corona hay không corona, thì một ngày ít nhất mình cũng đánh răng 3 lần. Có ít nhất có người nói với Thủy là bây giờ đánh răng chỉ có một lần, đúng không ạ? Nhưng ít nhất cũng đánh răng một lần, hai lần, đúng không ạ? Tắm, ít nhất mình cũng phải tắm một lần, gội đầu cũng vậy. Vậy thì ngày hôm nay những anh chị em người mới thì muốn hỏi các anh chị một câu hỏi rất là quan trọng là các anh chị hãy bước vào nhà tắm của anh chị. Các anh chị nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài xem các anh chị có bao nhiêu dòng sản phẩm ở trong cái nhà tắm đó. Và câu hỏi đó là
Các anh chị đã có cơ hội kiếm tiền từ chính những dòng sản phẩm trong nhà tắm của anh chị hay chưa? Nếu chưa, thì các anh chị hãy cần liên hệ với người bạn của anh chị là bây giờ làm thế nào để tôi đánh răng tôi có thể có cơ hội kiếm tiền. Từ nãy giờ Thủy nhắc đi nhắc lại một cái chữ đấy là cơ hội kiếm tiền các anh chị nhé. Bởi vì có thể có rất nhiều người đánh răng, kem đánh răng AP của Nu Skin nhưng họ không có cơ hội kiếm tiền. Người ta chỉ là người mua sản phẩm thôi. Còn ở đây thì Thủy muốn mời gọi các anh chị là gì? Một cơ hội kinh doanh. Thủy muốn cái trao cái giá trị cho các anh chị ở đây đó là một cơ hội kinh doanh, chứ nó không chỉ đơn giản là một sản phẩm. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sản phẩm thì đơn giản là các anh chị có tiền, các anh chị có thể bỏ tiền ra các anh chị mua sản phẩm. Đến với đội nhóm VIP, cái giá trị VIP ở đây cho đi đúng không ạ? Những người doanh nhân ở khắp mọi nơi trên thế giới người Việt. Nhưng cái cho đi là gì? Cho đi cái nền tảng cơ hội kinh doanh mà công ty Nu Skin họ đã xây dựng. Thế do vậy cái việc chọn một gói sản phẩm để như một khoản đầu tư ban đầu cho công việc kinh doanh này thì các anh chị có thể được người hướng dẫn của anh chị chọn cái gói khởi động đó. Có thể một ai đó muốn chuyển đổi về da, có thể có ai đó muốn chuyển đổi về sức khỏe, có ai đó có thể chuyển đổi về vóc dáng, có ai đó chỉ đơn giản là chọn gói sản phẩm để chuyển đổi những sản phẩm đơn giản, thông thường, thiết yếu mà gia đình nhà mình đang sử dụng hàng ngày. Bất kỳ đó là gói sản phẩm nào, đúng không ạ? Thì đều hoàn toàn là có giá trị như nhau. Không phân biệt là một người nào đó bước vào kinh doanh này bỏ 1.000 đô la Mỹ hay là 5.000 đô la Mỹ thì cái hiệu quả thành công nó sẽ nhanh hơn. Không phải ạ. Có thể điểm bắt đầu nó sẽ nhanh hơn. Nhưng kết quả thành công đến cuối cùng thì nó phụ thuộc vào nỗ lực của cá nhân mình. Thế một điều quan trọng nữa là với chính sách trả thưởng Velocity thì một lần nữa các anh chị có thể vào các chương trình video của đội nhóm GIF. Đúng không ạ? Thinh Đức An Nguyễn cũng đã có một cái bài nói chuyện rất là kỹ về Velocity như thế này rồi. Và ở đây một lần nữa Thủy cũng muốn mời gọi các anh chị và các bạn hãy ngồi lại với người hướng dẫn của mình để có một cái buổi tư vấn cá nhân về việc là tôi muốn share hay tôi muốn build hay là tôi muốn lead. Tôi muốn tập trung để kiếm vài trăm đô một tháng hay tôi muốn tập trung kiếm vài ngàn đô một tháng hay là tôi muốn kiếm chục ngàn đô một tháng. Cái điều đấy các anh chị cần phải ngồi lại với người bạn của anh chị. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái lý do tại sao mình tham gia Nu Skin ở đây nó vô cùng quan trọng. Cái học cách nào nó rất đơn giản với đội nhóm GIF, bởi vì có tất cả những chương trình huấn luyện của đội nhóm GIF trong suốt mấy năm vừa qua, Thủy nghĩ là không còn thiếu cái gì nữa cả. Kiến thức và kỹ năng ở đâu cũng có. Những nhà khoa học gia, những người dược sĩ, bác sĩ ở trong đội nhóm GIF rất rất nhiều. Thế do vậy họ sẽ là người hỗ trợ cái mảng kiến thức cho mình. Ngày hôm nay có thể các anh chị bước vào kinh doanh này, kiến thức của anh chị ở kinh doanh này nó là zero, đúng không ạ? Nhưng một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, chắc chắn một điều là chúng ta sẽ biết được tất cả những kiến thức đó. Cho nên là cái lý do tại sao nó mới chính là cái chìa khóa thành công của kinh doanh này. Thế do vậy hãy viết nó xuống, hãy viết lý do tại sao các anh chị chọn Nu Skin, đúng không ạ? Tại sao anh chị cần phải chọn Nu Skin? Và khi mà cái lý do chọn Nu Skin này, các anh chị sẽ thấy một điều là gì ạ? Cái lý do tại sao chọn Nu Skin nó sẽ quyết định cái việc là mình sẽ cần làm gì với kinh doanh này. Tại sao mình lại chọn cái kinh doanh này? Tại sao cái điều đó lại quan trọng với mình? Tại sao cái việc mà mình muốn chăm sóc sức khỏe cha mẹ cho con, cha mẹ, gia đình và con cái của mình nó lại quan trọng với mình? Tại sao mình lại muốn đầu tư giáo dục cho con cái? Tại sao mình lại muốn cho con mình học ở những trường tốt? Tại sao mình lại muốn tự do về tài chính? Hay là tại sao mình muốn để lại một cái gia sản nào đó cho con cái của mình? Mình cần phải trả lời rất rõ cái điều đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái lý do tại sao đấy nó sẽ quyết định cái việc mình sẽ làm, cái thái độ của mình đối với kinh doanh Nu Skin này như thế nào. Do vậy với một người chọn hai chữ tự do thì Thủy làm kinh doanh Nu Skin này nghiêm túc ngay từ những ngày đầu tiên. Ngay từ bắt đầu thì đặt LOI về kinh doanh Nu Skin, Thủy đã xem đây là một sự nghiệp của chính mình. Bởi vì sao ạ? Bởi ngoài cái việc là mình muốn có thêm nhà mới, mình muốn đi du lịch nhiều hơn, mình muốn cho con cái mình học ở trường tốt hơn, mình muốn có tiền để chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ mình muốn làm từ thiện, mình muốn tự do về tài chính, mình muốn phát triển bản thân, mình muốn gặp gỡ, quen biết rất nhiều bạn bè, và đặc biệt mình muốn để lại một di sản nào đó cho con cái. Thì trong tất cả những điều muốn như này các anh chị để ý đều là những cái muốn nó vô cùng giá trị. Do vậy mình không thể nào làm amateur để có những điều này được. Cho nên mình cần phải làm một cách rất là nghiêm túc và chuyên nghiệp. Thế do vậy cái kinh doanh này nó dành cho tất cả các anh chị và các bạn. Nếu các anh chị chỉ muốn kiếm thêm vài trăm đô, không sao cả. Các anh chị vừa làm vừa chơi, các anh chị mỗi ngày các anh chị bỏ 2 tiếng, 3 tiếng, không sao hết. Kinh doanh này Thủy nói rồi, cơ hội kinh doanh đến với đội nhóm VIP mở cửa cho tất cả mọi người. Nhưng với những người có cái ước mơ lớn, có mục tiêu lớn, chắc chắn là người ta sẽ phải đầu tư nỗ lực và công sức rất là lớn. Do vậy thì cái việc mà thứ hai mà Thủy cũng chia sẻ với anh chị đó là gì? Cái quan trọng cái cơ hội kinh doanh này, cái tài sản đầu tiên đó là chính anh chị. Các anh chị hãy trải nghiệm những cái dòng sản phẩm căn bản nhất, những dòng sản phẩm phù hợp với cái nhu cầu của anh chị và các bạn. Thế nhưng cái quan trọng là gì? Mình cần phải biết mình cam kết mình dành thời gian cho cái mục tiêu của mình như thế nào. Mình có thể làm một tuần 5 tiếng một tuần, mình có thể làm 10 tiếng một tuần, hoặc thậm chí mình có thể làm 48 tiếng một tuần.
Có những người bước chân vào kinh doanh này thứ nhất là mỗi ngày người ta sẵn sàng bỏ ra 12 tiếng một ngày. Để làm gì ạ? Để người ta chiến đấu 3 năm, 4 năm người ta có thu nhập 1 triệu đô la Mỹ. Cái điều đấy là điều cực kỳ xứng đáng. Thế do vậy, mình chỉ muốn chia sẻ cái điều này với anh chị em người mới là ngày hôm nay các anh chị đã sẵn sàng để học hỏi để thành công với Nu Skin hay không? Các anh chị có sẵn sàng để phát triển bản thân của mình? Bởi vì ngày hôm nay có thể, nếu vẫn là con người của mình, ngày hôm nay mình chưa trở thành người thành công ở Nu Skin được, nhưng chúng ta có sẵn sàng để phát triển bản thân mình hay không? Chúng ta có sẵn sàng thay đổi hay không? Bởi vì nếu chỉ cần chúng ta sẵn sàng học hỏi, chúng ta sẵn sàng phát triển bản thân, chúng ta sẵn sàng đón nhận cho những thay đổi này, thì chắc chắn là đội nhóm VIP sẽ có những chương trình huấn luyện cho các anh chị và các bạn. Thế và một trong những chương trình huấn luyện với các anh chị đấy là những cái workshop, đúng không ạ? Mình sẽ được học cách để mình làm workshop, mình học. Mình học để mình làm workshop, đúng không ạ? Mình học những buổi workshop để mình có thể làm việc được. Vậy thì những cái danh sách đầu tiên các anh chị hãy viết xuống, đúng không ạ? Hãy viết xuống những danh sách mà các anh chị nghĩ rằng họ là những người đối tác tiềm năng của anh chị và các bạn. Ở đây á, các anh chị hãy viết xuống thôi. Các anh chị chưa cần phải phân tích xem là cái người bạn đấy của anh chị liệu họ có làm Nu Skin hay không. Hãy viết tên của họ xuống, hãy viết số điện thoại của họ xuống, hãy viết Facebook của họ xuống, hãy viết cái công việc hiện tại của họ xuống, hãy viết cái sở thích của người anh chị và các bạn của những người đó xuống. Để làm gì ạ? Để xem là những người này họ đang khao khát cái điều gì trong cuộc sống. Và Thủy tin rằng trong cái giai đoạn hiện nay, với đại dịch Corona đang diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới như thế này, thì cái cơ hội kinh doanh Nu Skin nó phù hợp với tất cả mọi người. Tuy nhiên, nếu như những thành viên nào họ sẵn sàng học hỏi, họ sẵn sàng thay đổi, họ sẵn sàng phát triển bản thân, thì lúc đấy là những đối tượng chúng ta đi tìm kiếm, đúng không ạ? Nếu như người ta muốn cải thiện sức khỏe của họ trong giai đoạn này, chúc mừng họ, hãy giúp họ bắt đầu để có một cái sức khỏe tốt hơn, hãy giúp họ bắt đầu với một cái dòng sản phẩm tốt hơn ở kinh doanh này. Thế và ngoài ra, anh chị sẽ thấy một điều rằng là những cái danh sách này anh chị sẽ lần lượt được hướng dẫn, đúng không ạ? Được hướng dẫn cách mình sẽ làm gì với cái danh sách này và những cái chương trình huấn luyện của đội nhóm VIP, và đội nhóm VIP sẽ hướng dẫn để kết nối với anh chị, kết nối vào những chương trình gì ạ? Và những chương trình huấn luyện về sản phẩm, huấn luyện vào hệ thống, huấn luyện xem cách là chúng ta sẽ làm như thế nào. Và một cái điều cực kỳ quan trọng là ngày hôm nay thì muốn nhắc lại với anh chị, đó là cơ hội dành cho cái việc mà chúng ta có thể kiếm một cái thu nhập từ chính trong cái việc đơn giản nhất là thay đổi những dòng sản phẩm trong chính gia đình nhà mình. Cái thu nhập của mình nó đến từ cái doanh số hàng tháng, đúng không ạ? Đến từ khách hàng và nhà phân phối. Thế do mình phải thấy một điều rằng là đã là kinh doanh, cái này thử nhắc lại, kinh doanh cho dù cái giá trị cốt lõi nó tuyệt vời như thế nào, nhưng nếu không có doanh số nó sẽ không có thu nhập, đúng không ạ? Vậy thì cái doanh số của mình nó đến từ đâu? Nó đến từ khách hàng và nó đến từ hệ thống những người kinh doanh cùng với mình. Vậy thì bây giờ ở đây các anh chị sẽ để ý là một điều vô cùng đơn giản, đó là có hàng ngàn, hàng triệu những con người đang dùng những sản phẩm bắt buộc hàng ngày nhưng họ chưa có cơ hội để kiếm tiền. Ngay cả hôm nay Thủy cứ cầm cái tuyết kem đánh răng AP24 lên và Thủy nói rằng ít nhất một ai đó trong bạn bè của mình dùng cái tuyết kem đánh răng này, mình cũng được 9.000 Việt Nam đồng, đúng không ạ? Cái điều đấy là điều nó còn tuyệt vời hơn là mỗi ngày mình đánh răng mà mình không có đồng nào hết. Vậy thì các anh chị, mà hơn thế nữa, mình lại được dùng sản phẩm rất là tốt. Cho nên đằng sau sản phẩm của Nu Skin đấy là 75 nhà khoa học. Do vậy không có lý do gì mà mình lại không thay đổi chính những dòng sản phẩm trong chính gia đình nhà mình. Do vậy đây là một trong những cái bước mà Thủy nghĩ rằng là trong cái cơ hội hiện nay, đội nhóm VIP của chúng ta đã đưa ra những cái chương trình huấn luyện, đúng không ạ? Vô cùng là chặt chẽ. Thì do vậy tất cả những chương trình này thì các anh chị sẽ thấy một điều là mình sẽ được tham gia tất cả những sự kiện. Trước đây các anh chị để ý là gì? Những cái sự kiện của đội nhóm VIP hiện nay, các anh chị thấy chương trình sự kiện này, chúng ta có cơ hội kinh doanh, chúng ta có đội, có chương trình live trực tiếp, chúng ta có huấn luyện trên Zoom, đúng không ạ? Chúng ta có những cái buổi kinh doanh hướng dẫn của đội nhóm, của upline, của trong hệ thống của mình. Và các anh chị sẽ để ý ở đây là gì? Chúng ta có những câu lạc bộ sử dụng sản phẩm của tất cả các thị trường. Ở đây các anh chị thấy có nhóm product để hỗ trợ về sản phẩm. Chúng ta có những khoa học gia, dược sĩ, bác sĩ để hướng dẫn làm sao cái dòng sản phẩm ấy tuyệt vời như thế nào. Thế và một trong những cái điều mà Thủy cũng muốn chia sẻ với anh chị đó là gì? Cái tất cả những gì đội nhóm VIP đang xây dựng, đúng không ạ? Là để giúp cho chúng ta phát triển cái người lãnh đạo trong từng cá nhân. Cái điều đấy nó điều là điều vô cùng đơn giản, đúng không ạ? Vô cùng quan trọng. Để không phải bởi vì không phải đội nhóm nào người ta cũng có một cái chương trình huấn luyện để giúp cho chúng ta phát triển bản thân một cách toàn diện. Ở đây ngày hôm nay thì muốn hỏi câu hỏi với 856 người đang nghe Zoom ngày hôm nay. Anh chị em nào cảm thấy là từ ngày các anh chị đến với Nu Skin, từ ngày các anh chị đến với đội nhóm VIP, các anh chị được trở nên tốt hơn, các anh chị khỏe hơn, các anh chị bấm tôi, các anh chị đẹp hơn, các anh chị bấm tôi, các anh chị thấy cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn, các anh chị bấm tôi, các anh chị có nhiều bạn bè ở khắp mọi nơi trên thế giới, các anh chị bấm tôi. Có nghĩa là bất kỳ có một điều gì để nó tốt lành, nó được cải thiện trong cuộc sống của anh chị, các anh chị bấm tôi giúp Thủy. Và cái điều này nó rất là quan trọng, đúng không ạ?
rất rất là quan trọng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nếu như mình không nhận được một giá trị tốt lành hơn, chắc chắn nó rất là khó chia sẻ. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi một người chúng ta chỉ có một cái tên thôi. Cha mẹ sinh ra mình chỉ cho mình một cái tên thôi, cùng lắm là một cái nick gọi ở nhà, đúng không ạ? Còn trên passport, trên chứng minh nhân dân, trên tất cả các giấy tờ của chúng ta chỉ có một cái tên thôi. Và trong đội nhóm GIFT, đúng không ạ? Không những chỉ ở GIFT Việt Nam mà đó là của tập đoàn Nuskin toàn cầu. Cá nhân Thủy thì cũng biết một điều là mình làm thế nào để mình khi mình trở thành một người Blue Diamond ở Nuskin, mình cảm thấy chính cá nhân mình cảm thấy tự hào. Vậy thì ở đây Thủy biết là có rất rất nhiều nhỉ? Anh chị em cứ tiếp tục trả lời giúp Thủy đi ạ. Anh chị em nào cảm thấy tốt hơn mỗi ngày? Anh chị nào cảm thấy là mình nhận được cái giá trị nào đó từ đội nhóm GIFT? Các chị bấm tôi giúp Thủy. Vậy thì các anh chị có thấy đây là một cái nét đẹp trong kinh doanh này không ạ? Thủy chắc chắn với các anh chị là các anh chị đầu tư thời gian, công sức, nỗ lực ở đâu các anh chị cũng có tiền. Đúng không ạ? Nhưng cái đồng tiền đó nó có giúp cho anh chị trẻ hơn, đẹp hơn, khỏe hơn. Cái đồng tiền đấy có giúp cho anh chị trở nên một con người tốt hơn mỗi ngày hay không? Thì cái điều đấy nó khác hoàn toàn với cái việc mà chúng ta kinh doanh với hệ thống và kinh doanh với đòn bẩy. Thì do vậy cái hệ thống và cái đòn bẩy nó là cái khiến cho chúng ta không cần phải làm việc một mình. Cá nhân Thủy ngày xưa Thủy kinh doanh từ lúc Thủy 25 tuổi cơ. Tự một mình phải tìm ra công thức, đúng không ạ? Mà cũng chẳng biết công thức đúng hay sai. Cứ làm thôi, làm sai thì mình làm sửa lại và không có một ai hỗ trợ hết. Thế nhưng vào đây các anh chị để ý là nó rất rất nhiều những người hỗ trợ cho mình. Ngày hôm qua chương trình Facebook Live thực sự Thủy cảm thấy mình rất là cảm thấy rất rất là biết ơn. Bởi vì không những như vậy có những người team lead, đúng không ạ? Người ta đứng đằng sau, người ta hỗ trợ kỹ thuật để làm sao chúng ta có một cái chương trình Facebook Live hoàn thiện như ngày hôm qua, đúng không ạ? Cái điều đấy là điều nếu như trong một kinh doanh khác chúng ta không thể có được cái điều đấy. Thế do vậy thì ngày hôm nay thực sự Thủy rất là biết ơn với các anh chị. Đều là những cái người mà chúng ta đã nhận được cái giá trị nào đó ở đội nhóm VIP. Chúng ta nhận được cái giá trị ở kinh doanh công ty Nuskin mang lại. Thế vậy thì những điều đấy nó có xứng đáng để chúng ta lan tỏa và chia sẻ không ạ? Nó rất là xứng đáng để chúng ta lan tỏa và chia sẻ. Vậy thì với những anh chị em người mới, cái điều quan trọng là gì? Hãy bắt đầu. Hãy bắt đầu bằng những việc vô cùng đơn giản. Đăng ký miễn phí, đúng không ạ? Nói với người bảo trợ của mình, nói với người hướng dẫn của mình là tôi muốn tập trung, tôi muốn kiếm vài trăm đô một tháng, hay tôi muốn kiếm vài ngàn đô một tháng, hay tôi muốn kiếm vài chục ngàn đô một tháng. Và đây là những thứ tôi sẽ đầu tư. Tôi sẽ đầu tư mua một gói sản phẩm cho gia đình của tôi, hay tôi sẽ đầu tư một gói sản phẩm để tôi cải thiện cái làn da của tôi, hay tôi sẽ đầu tư để một gói sản phẩm chuyển đổi hoàn toàn sức khỏe của tôi. Và tôi sẽ đầu tư công sức, thời gian, nỗ lực để tôi tham gia học hỏi những cái chương trình huấn luyện của đội nhóm GIFT. Để làm gì ạ? Để có thể ngày hôm nay cái kiến thức của tôi nó chỉ ở mức 2 điểm, nhưng chắc chắn một năm sau kiến thức của tôi sẽ đạt được ở mức 10 điểm. Và một ngày nào đó kiến thức, kỹ năng, tư duy của chúng ta hoàn hảo thì lúc đấy chắc chắn một điều rằng mình thành công nó sẽ đến với mình. Và chắc chắn một điều với cá nhân Thủy, ngay từ cái ngày Thủy chưa trở thành Blue Diamond thì Thủy đã thấy một điều mình đã thành công rất lớn rồi. Mình thành công ở cái gì ạ? Mình thành công ở cái là mình trẻ hơn. Mình mang lại cái sức mình, mang lại cái sức khỏe giá trị cho ba mình, cho mẹ mình. Những sản phẩm của Nuskin đã hỗ trợ cho cậu con trai của mình trong vấn đề về giảm cái việc mà tràm dị ứng cực kỳ nặng. Đấy là những cái thứ tiền không thể mua được. Thế do vậy ngày hôm nay những anh chị em nào mà cảm thấy trong cái phần khởi động hướng dẫn thử Thủy, các anh chị nhận được cái giá trị nào đó, đúng không ạ? Các anh chị hãy viết xuống bất kỳ một cái giá trị nào, chỉ cần một điều thôi. Các anh chị tâm đắc cái điều gì, các anh chị có thể bấm vào cái màn hình chat giúp Thủy. Đấy là cách Thủy cũng muốn nhận cái sự phản hồi của anh chị, xem là những gì Thủy chia sẻ với các anh chị nhận được, các anh chị tâm đắc cái điều gì. Để làm sao để cùng nhau chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và chắc chắn một điều, những cái buổi khởi động cơ hội kinh doanh này, nhóm GIFT sẽ làm nó như là một cái quy trình khép kín. Đúng không ạ? Giới thiệu cơ hội kinh doanh cho người mới, các anh chị thấy nó rất là đơn giản. Ví dụ ngay cả với người mới đầu tiên chưa biết gì, ngày hôm qua chương trình Facebook Live, các anh chị chỉ cần mời họ vào nghe thôi. Đâu có mất mát cái gì đâu. Ngồi ở nhà cùng một chiếc phone, các anh chị chỉ cần mời cái người bạn đó vào xem, bạn có muốn kiếm thêm thu nhập hay không? Trong thời buổi như thế này bạn có kiếm thêm muốn kiếm thêm vài trăm đô hay không? Vậy thì mình mời họ vào chương trình Facebook Live. Chỉ cần mời thôi và họ xem xong, họ bảo tôi cũng thấy muốn tìm hiểu đấy. Tôi là một giáo viên giống như Katrina Khổng ngày hôm qua, tôi cũng muốn tìm hiểu. Tôi cũng có một kinh doanh giống như bạn Thủy, tôi cũng muốn bắt đầu như thế nào. Vậy thì các anh chị hãy thấy là mời vào cái buổi cơ hội giới thiệu khởi động ngày hôm nay cho họ nghe cái chương trình này. Vậy thì ngày hôm nay các anh chị để ý là các anh chị đâu có cần phải thuyết trình đâu. Ngày hôm qua anh Vũ Phạm thuyết trình cho anh chị nghe, Katrina Khổng thuyết trình, chị Thanh Phan thuyết trình. Và ngày hôm nay Thủy là người hướng dẫn cái bài chia sẻ để cho những anh chị em mới bắt đầu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như chúng ta biết sử dụng đòn bẩy trong kinh doanh này thì chúng ta hầu như không phải làm gì hết. Chúng ta chỉ có mời, kết nối, chia sẻ, kết nối. Bởi vì chúng ta mời một ai đó người ta từ chối không sao cả. Mình đâu có mất ngàn đô nào đâu. Hôm nay Thủy cũng mời người bạn của Thủy vào chương trình nghe chương trình ngày hôm nay.
Thủy không biết là bạn Thủy có vào hay không nữa. Nhưng nếu như bạn Thủy không vào thì Thủy cũng không có mất đồng nào hết. Bởi vì kinh doanh này Thủy không phải đầu tư mặt bằng, Thủy không phải trả tiền nhân viên, Thủy cũng không phải có hàng tồn kho ở trong nhà để mình phải lo lắng cả. Nếu mà bạn mình không tham gia, mình mời người khác, bạn mình có thể thời điểm này bạn chưa quan tâm, nhưng có thể một năm sau bạn sẽ quan tâm. Đấy là những cái giá trị mà các anh chị để ý, là nó chính là cái kinh doanh đòn bẩy, đúng không ạ? Cái kinh doanh đòn bẩy mà nếu như chúng ta biết tận dụng cái kinh doanh đòn bẩy này thì chúng ta sẽ thấy một điều là ai cũng có thể làm được. Chỉ cần bỏ thời gian ra, nỗ lực học hỏi, đúng không ạ? Không cần phải quá thông minh. Không cần phải quá thông minh đâu ạ. Không cần phải nghĩ ra thêm một cái cách làm mới. Mình không cần phải thủy được học được một bài học, đó là gì? Là mình không cần phải nghĩ ra một cái công thức mới cho việc chế tạo ra xe đạp nữa, bởi vì xe đạp nó đã có rồi. Việc của chúng ta đơn giản ở đây chỉ là gì ạ? Mời, chia sẻ rồi kết nối thôi. Thậm chí không cần phải chia sẻ. Không cần phải chia sẻ, mình chỉ nói bạn có muốn kiếm thêm thu nhập hay không? Bạn có quan tâm hay không? Tôi mời bạn vào đây. Ngày mời 10 người, 20 người hay 30 người cũng không mất đồng nào hết. Ngày xưa chưa có Zoom, chưa có Facebook đúng không ạ? Chưa có Viber, chưa có Zalo. Thì chúng ta mỗi lần nhắn tin chúng ta còn phải mất vài trăm đồng tiền SMS đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì hoàn toàn là miễn phí. Vậy thì thay vì hãy dùng thời gian xem TV, thay vì hãy nghe những thông tin tiêu cực, đúng không ạ? Nó làm mất tinh thần, mất năng lượng của mình. Thì hãy chia sẻ và chia sẻ. Và tất cả mọi thứ nó bắt đầu vô cùng đơn giản. Đúng không ạ? Thực sự nói là nó đơn giản nhưng nó không dễ. Thủy nói là nó không có dễ. Nó không dễ bởi vì sao ạ? Nó đòi hỏi chúng ta một cái lòng kiên nhẫn rất là lớn. Nhưng nó không quá khó. Cho nên nó không khó đến mức độ trở thành bác sĩ. Ở tuổi này mà bây giờ nếu Thủy muốn trở thành một bác sĩ chẳng hạn thì Thủy phải đi học 7 năm. Nhưng mà xin thưa chắc là Thủy bỏ cuộc giữa chừng ngay lập tức. Bởi vì ngay cái đầu vào Thủy đã không thể thi nổi vào đại học y bây giờ rồi. Tại vì toán lý hóa bây giờ quên sạch rồi, không còn nhớ một cái gì nữa cả. Làm sao có thể bắt đầu lại với những điều đó được, đúng không ạ? Bây giờ trong cái thời buổi bây giờ, nếu bắt đầu kinh doanh thì cũng muốn chia sẻ với anh chị và các bạn, chúng ta kinh doanh gì bây giờ? Chúng ta có mở nhà hàng được trong thời kỳ này nữa hay không? Chúng ta có thể mở spa thời kỳ này được hay không? Chúng ta có thể mở tiệm nail trong thời kỳ này hay không? Chúng ta có thể mở trường học được hay không? Chúng ta có thể mở phòng khám được hay không? Chúng ta có thể mở phòng nha được hay không? Hoàn toàn không, đúng không ạ? Hoàn toàn không có cơ hội để nhúc nhích bất kỳ một kinh doanh nào trong thời kỳ hiện nay. Thế nhưng Thủy muốn nhắn nhủ với các anh chị một điều cực kỳ quan trọng. Thủy có một niềm tin rất lớn, đó là gì? Dịch đại dịch corona tới thì sẽ đến lúc nó phải đi. Đúng không ạ? Và khi nó đi, chúng ta vẫn tiếp tục phải sống, làm việc và kinh doanh. Đúng không ạ? Đồng tiền nó không phải là tất cả, nhưng nó là công cụ, nó là phương tiện để cuộc sống của chúng ta nó tồn tại, phát triển và có ý nghĩa hơn. Do vậy trong kinh doanh Moonskin, cho dù thời điểm này nó là gì đi chăng nữa, nhưng đối với Thủy, nó vẫn là một sự lựa chọn hoàn hảo của cá nhân mình và của tất cả những người bạn mà Thủy muốn nhắn nhủ để mời gọi. Hơn bao giờ hết, đây là thời kỳ tốt nhất để bắt đầu với cơ hội kinh doanh Moonskin. Tốt nhất trong tất cả 7 năm vừa qua khi Thủy bước chân vào kinh doanh này. 7 năm trước, Thủy đảm bảo với anh chị nó khó khăn hơn bây giờ rất rất nhiều. Nhưng đây là thời kỳ tốt nhất để bắt đầu. Thủy nói điều này có thể có anh chị tin hoặc có anh chị không tin, nhưng điều đấy không quan trọng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì 2000 năm trước, 2000 năm sau thì cái vấn đề về sức khỏe, vấn đề về chất lượng cuộc sống nó vẫn luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Nó luôn luôn được đặt lên hàng đầu và những giá trị cốt lõi mà Moonskin đang hướng tới thì nó chính là những giá trị mà Thủy tin rằng ngàn đời sau trong kinh doanh người ta vẫn đặt những nền tảng của giá trị như vậy. Đúng không ạ? Cái nền tảng mà rõ ràng một cái tập đoàn cực kỳ lớn như Moonskin, họ đã có tầm nhìn, Thủy tin rằng là cái tầm nhìn của những người founder đấy đã có tầm nhìn 50 năm, tầm nhìn cả trăm năm. Do vậy thì Thủy mời gọi tất cả các anh chị và các bạn, có những thứ chúng ta không cần phải tính toán. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó không có gì để mất hết. Nó không có gì để mất cả. Hãy bắt đầu với Moonskin, nó chẳng mất mát cái gì. Cho nên nếu không có gì để mất trong cuộc sống này, tại sao chúng ta không dấn thân để chúng ta trải nghiệm một cơ hội mới? Bởi vì sao ạ? Bởi muốn có một kết quả mới, chúng ta phải làm một điều gì đó mới. Thì do vậy thì ngày hôm nay, trong thời gian 40 phút, Thủy hy vọng là cái buổi chia sẻ của Thủy có thể mang lại một cái giá trị nào đấy cho anh chị. Và nếu ngày hôm nay các anh chị nào cảm thấy rất là tâm đắc, đúng không ạ? Các anh chị có thể nở một nụ cười giúp Thủy. Nở một nụ cười thật tươi, bởi vì sao ạ? Bởi vì Thủy thấy một điều rằng là ở trên Zoom này lúc nào thì cũng nói một điều là đã lên trên Zoom thời bây giờ, đúng không ạ? Thì chúng ta phải mặc đẹp. Một lần nữa thì cũng nói rằng ngày hôm nay Thủy cũng mặc một cái đồ mà rõ ràng đồ này là đồ để đi ra ngoài đường chứ không phải đồ ở nhà, các chị nhá. Lúc nào cũng vậy, đúng không ạ?
chúng ta mặc đẹp và chúng ta cười thật là tươi. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái cơ hội duy nhất, cái thứ mà gift mà, chúng ta là gift. Thì chúng ta hãy cười thật tươi, thả tim cho nhau thật là nhiều. Bởi vì cuộc sống thật sự nó là trải nghiệm, chứ nó không phải là để tính toán. Tính toán ngày hôm một lần nữa thì nhắc lại các anh chị là hãy để máy tính làm việc đấy. Còn con người chúng ta là sống để trải nghiệm. Mà trải nghiệm những điều tuyệt vời ở công ty cơ hội, ở cơ hội kinh doanh New Skin này. Trải nghiệm những giá trị mà đội nhóm Gift đang mang lại. Thì Thủy nghĩ rằng không thể tìm ở đâu ra. Không thể tìm ở đâu ra nữa. Cho nên một lần nữa mình rất là biết ơn cơ hội kinh doanh New Skin. Rất là biết ơn. Cơ hội kinh doanh New Skin đã chuyển đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của ba mẹ con Thủy. Và đặc biệt một người bà mẹ đơn thân như Thủy sống ở Sài Gòn, mình còn có thể làm New Skin được, mình còn có thể phát triển thị trường ở bên nước ngoài được, thì không có lý do gì mà chúng ta lại không làm được. Cho nên một lần nữa Thủy xin mến chúc tất cả những chị em của đội nhóm Gift chúng ta nhiều sức khỏe, bình an, và đặc biệt hãy hỗ trợ giúp đỡ nhiều người ngoài kia để họ có thể bắt đầu với New Skin, ngay cả những con người hoàn toàn không có tiền. Hãy giúp cho họ, hãy dành thời gian cho họ để cùng nhau chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.